Hello mọi người, hôm nay của FF sẽ làm clip bắt tổ ong mọi người nha. Hôm nay mình đi kiếm trái cây ở trong rừng thì không thấy. Hôm nay mình đi đường đấy mọi người thì mình phát hiện tổ ong ở chỗ trên cây điêu, bám vô ở chỗ cây điêu mọi người. Hôm nay mình sẽ chuẩn bị lên bắt mọi người nha. Tổ ong kia thì nhỏ thôi, nhỏ như này thôi, chân này thôi mọi người. Thì mình phải lên bắt thì có mật hay không mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị lên thôi mọi người. Mình phải đeo khẩu trang cho mọi người. Nếu mà mình không đeo khẩu trang thì sợ ong kia bị đốt thì mắt mũi của FF bị to á mọi người. Đấy. Hôm nay mình quay tính thì tổ ong kia thì nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi mọi người. Chắc ong đấy thì tổ ong thì chắc ác lắm mọi người. Mình phải lên nhẹ nhẹ thôi mọi người nhé. Đây mọi người, hôm nay mình sẽ lên bắt mọi người nhé. Tại vì tổ ong đây thì nhỏ thôi mọi người. Chắc đây là ong rơi gì đó mọi người nhé. Mình phát hiện tổ ong bám vô ở cây điêu một này. Đấy. Chắc có mật hay không mọi người. Mình sợ quá mọi người. Hôm trước mình bắt ong đất ở chỗ vườn cà phê á mọi người. Vì bị ong đốt hết cả mặt, sưng hết cả mặt luôn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị bắt mọi người nha. Chắc có nước không? Có. Lên có mà. Mình bây giờ mình sẽ chuẩn bị bắt tổ ong bám vô ở cây điêu mọi người nhé. Đấy, chỗ kia mọi người thì tổ ong kia là nhỏ thôi, nhỏ chân này thôi. Thôi bây giờ mình sẽ bắt thôi mọi người. Chắc tổ ong mùa này có ác không mọi người? Quay nhá. Chắc có nước không mọi người? Đây. Ôi, đau quá. Bị ong đốt vô rồi mọi người. Đây. Đốt tay rồi. Đây. Thấy không? Thấy cái sứng này. Đây, hôm nay mình bắt được ong. Đây là nhỏ thôi mọi người, nhỏ xíu thôi. Đây có ngọn không ta? Đây có mật kìa. Mật đây. Mật thì nhỏ thôi. Sao vậy? Ong đây sao nhỏ vậy ta? Hình như là ong thì to chứ mọi người. Tại vì ong trên cây đây thì nhỏ quá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ vô trái ở chỗ mẹ kia ăn đi. Mẹ bóc mình. Bóc ra mà. Đi. Đây. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ nào thì đẹp mình sẽ ăn nha mọi người nhá. Đi.
mình phải xuống ăn ở chỗ nước ở chỗ nước suối kia mọi người, tại vì mình ăn cái này á mọi người thì không có nước thì cũng rất là khát nước luôn. Hôm nay mình sẽ chạy chỗ ở nước suối kia thì vừa ăn vừa uống nước luôn, tại vì hồi nay mình đi rừng phải quên mang nước mọi người, nước uống mọi người nhá. Chỗ này có nước không? Ở chỗ đây thì phong cảnh cũng rất là đẹp lắm mọi người nhé. Đấy thì ở đây không bao giờ thiếu nước cả mọi người. Các bạn. Bữa nay không phải to, bữa nay ạc. Thôi thì bây giờ mình sẽ ăn ở đây nhé mọi người nhá. Mình ăn mứt ong ở chỗ đây. Ở chỗ đây thì ở nước mọi người. Đấy thì xung quanh ở đây thì phong cảnh ở đây cũng rất là đẹp luôn. À, mình phải chuẩn bị ăn mật ong thôi mọi người. Đấy. Im vực lên nào. Rồi. Không ngọn đây này. Đấy. Đây. Ăn đi. Ui, đấy nhá. Mời mọi người ăn mật ong nhá mọi người nhá. Quá ngon mình. Ngon quá. Em bông luôn thở hả? Đấy đi. Thích rồi. Thích rồi. Vị thì thơm ngon quá mọi người. Mình ăn cái này thì nhanh khát nước mọi người. Nếu mà không có nước thì không được luôn mọi người. Mình ăn cái này thì mình phải cân nước suối mới được nhá. Nếu mà mọi người bắt cái này á thì không có nước thì mọi người đừng có ăn nha mọi người nha. Thì ăn thì cái này thì nhanh khát nước quá mọi người. Chỗ trong đây là có con mọi người. Đấy con tổ ong thì gì đó mọi người nhá. Bông mình nè. Bông á. Dạ nhưng bông. Có ngon mà. Đây là mình lấy cái này ít nè, mình ăn chung mọi người đấy. Đây. Cảm giác thì ngon tí mọi người, tại vì buổi sáng mình không ăn cơm thì nói chung thì mình ăn cái này cũng hấp dẫn lắm mọi người. Tại bây giờ mứt ong đấy mọi người, nếu mà nhiều thì mình phải bán mới có tiền mọi người, tại vì mình bắt nhỏ thôi, mình không bán được, mình phải ăn thôi mọi người. Nếu mà nhiều thì mình bán chỗ đây thì 1 lít thì 200 mấy gì đó mọi người. Tại vì mình kiếm cũng rất là khó luôn.
ngon như nào, vị như nào vậy, thơm ngon hả? Rồi mọi người, thì bây giờ mình sẽ kiếm nước đẹp đẹp thì mình phải uống mọi người, tại vì mình ăn cái này cũng rất là khát nước luôn. Thôi thì bây giờ mình sẽ uống nước thôi. Nhâm gia bà Phương. Nào nào, đi uống nước thôi. Nhưng mà đi chỗ đây nước đẹp mà. Đi mát, nước là mát quá. Nhưng mà nè ta uống đây. Đây, chỗ đây đá thì cũng rất là đẹp đấy mọi người. Đấy, phong cảnh ở đây thì đẹp quá mọi người nhé. Đây. Bây giờ mình sẽ uống nước mọi người. Tại vì mình ăn mật ong kia thì cũng rất là khát nước luôn. Đây thì nước tự nhiên thôi. Nước đây thì ở trong rừng nha mọi người, cũng rất là đẹp luôn, không bao giờ bẩn luôn mọi người nhá. Thôi bây giờ uống thôi. Cái này mình sợ con đỏ 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 chứ mọi người. Mình uống từ từ thôi một chút. Rồi thì video ngày hôm nay thì dừng tại đây thôi. Hôm nay mình bắt mật ong thì tổ ong ở chỗ bám vô trên cây điều á mọi người, thì nhỏ thôi. Nếu mà to thì mình sẽ bán mọi người, tại vì nhỏ quá thì mình không bán được. Rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu mà mọi người cũng thấy video hữu ích, nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho FF để FF có động lực quay video xem. Ra video xong hết mọi người nhá. Bye bye.